Chào cô bác anh chị, hôm nay chúng tôi tranh thủ ghé cái vườn nông trường cao su Minh Hưng, ghé cái giống riêu riêu năm cô bác anh chị, trồng năm 2009. Bây giờ coi coi lượng mủ như thế nào nha cô bác anh chị. Coi lượng mủ ở trong nông trường ngày hôm nay thì như thế nào. Ồ, mủ quá trời luôn cô bác anh chị, mủ gần tràn tô mà vẫn còn chảy ha. Bây giờ khoảng mới 7 giờ 15 sáng ngày bữa nay ngày 25 tháng 9 nè cô bác anh chị. Cô bác anh chị thấy mủ nhiều không? Cây to nữa, để đo hoành thử coi nha cô bác anh chị. Tính từ đây đi, coi được mấy gang ha. Từ mét 3 trở xuống ha cô bác anh chị. 1 2 3 4, gần 4 gang cô bác anh chị, gần 4 gang từ mét 3 đổ xuống, như vậy là khoảng gần 40 cm, gần 40. Để đi qua một số cây nữa coi như thế nào cô bác anh chị. Ồ đó, mủ tràn tô luôn, cái này bị tràn à, để sửa lại cho các anh công nhân à. Bị tràn tô nè. Đây nông trường cạo cô bác anh chị, cạo cô bác anh chị thấy không, cạo từ trên tới dưới là cạo một mặt. Cạo một mặt từ trên tới dưới, khi nào cạo không được là mới trở mặt đó các bác anh chị. Ở nông trường cạo rất là kỹ ha, và có quy hoạch miệng nè, có quy hoạch miệng nè cô bác anh chị, thấy đường rộng này không đó, quy hoạch miệng. Đây là giống riêu năm nha cô bác anh chị, chút xíu nữa thì chúng tôi sẽ đi giống riêu khác cho cô bác anh chị xem. Và đây thấy mủ quá trời luôn cô bác anh chị, củ nào cũng cái này thì hơi ít hơn chút, nhưng mấy mấy cây kia thì đầy tô không. Cái hàng này thì nó hình như là nó sát cái đường á, nên nó có không gian nên cây nó bự á, tôi kêu bằng hàng chắn gió đó cô bác anh chị, nên lúc nào nó cũng to, nhưng mà thấy ở phía trong cũng to nè cô bác anh chị, thấy phía trong cây cũng to to không, cũng không có thua gì cái hàng chắn gió nè. Cây thì nhiều nhánh và nhánh nhánh to to không cô bác anh chị, nhánh to. Nó khác với cái giống riêu mà riêu 4 á, nó ở đây nó cũng có cây khô miệng này cô bác anh chị. Cây khô miệng không có cạo nè. Giống riêu 4 á, cái nhánh chúng tôi thấy nó nhỏ nhỏ. Chắc do nó bà con cạo sớm hay sao nên thấy nhánh nó nhỏ, còn đây nhánh nhánh to to không cô bác anh chị. Nó nhỏ nở nhánh và nhánh to to rất là nhiều. Tàn lá xum xuê xanh mướt luôn cô bác anh chị. Nói chung nông trường ở đây bỏ phân này, chúng tôi thấy bỏ phân thường xuyên, và phân chúng tôi thấy là cái loại phân ba màu á, NPK phân ba màu á, nông trường hay rải chiến giữa lô này cô bác anh chị. Đó bây giờ là 7 giờ 20 ha, hồi nãy là 7 giờ, hồi nãy mới bước chân vô đây thì khoảng 7 giờ 15, thì từ nãy giờ khoảng 7 giờ 20 rồi cô bác chị. Đây là cảnh cái giống riêu năm ha. Bây giờ tạm thời chia tay cái giống riêu năm. Chúng tôi sẽ đi tiếp xuống đây coi cái giống riêu mà 209 coi như thế nào nha cô bác chị. Rồi cảm ơn cô bác chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại cô bác anh chị ở khúc dưới đây, chúng tôi quay cái giống riêu 209 cho cô bác anh chị xem ha. Rồi bây giờ tạm ngừng ở đây.